Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 19 tháng 11 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Từ ngày 24 tháng 11 sẽ triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Xã Ngọc Thanh và phường Lam Sơn tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Xã Phụng Công hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2021, chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến chúc mừng lãnh đạo cán bộ công chức giáo viên Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh. Chúc mừng lãnh đạo cán bộ công chức giáo viên Sở Giáo dục Đào tạo và Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương những nỗ lực cố gắng, tâm huyết, trí tuệ của toàn thể cán bộ giáo viên toàn tỉnh trong thời gian qua. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng các thầy cô giáo, các cán bộ làm công tác quản lý giáo dục vẫn cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện mục tiêu đảm bảo trường học an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, triển khai tốt công tác tiêm vaccine cho học sinh, tổ chức dạy và học linh hoạt theo từng cấp độ của dịch bệnh và phù hợp với thực tiễn địa phương, không để việc học của học sinh bị gián đoạn. Đối với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể cán bộ giảng viên tiếp tục xây dựng và phát triển trường vững mạnh toàn diện, đoàn kết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tham mưu cho Tỉnh ủy đưa ra các đường lối chủ trương, sơ kết tổng kết các nghị quyết của Đảng, phấn đấu đưa Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đạt chuẩn quốc gia, trở thành một trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có uy tín trong các trường chính trị của khu vực. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh về tình hình sinh hoạt đảng của các tổ chức đảng và đảng viên, kết quả thực hiện đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2015. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã tập trung quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư khóa 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Từ năm 2009 đến năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tuyên truyền, vận động thành lập mới 18 tổ chức cơ sở đảng, tiếp nhận một cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân về trực thuộc Đảng bộ khối, giải thể 10 tổ chức cơ sở đảng không còn phù hợp về mặt tổ chức, xem xét kết nạp được gần 960 đảng viên mới. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản đã phân tích, làm rõ và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp bám sát sinh hoạt và hoạt động chuyên đề của các chi đảng bộ, tập trung nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên đề phát triển đảng, đảng viên, cụ thể hóa các giải pháp thông tin tuyên truyền, nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19 về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025, tăng cường vận động hướng dẫn các doanh nghiệp phát triển đảng, đảng viên, đồng thời rà soát tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng ưu tú trong thời gian sớm nhất. Sáng nay, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và đón nhận Huân chương Lao động của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự tặng hoa chúc mừng. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nhiều do đại dịch COVID-19, nhưng Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác tuyển sinh đại học đạt gần 1.100 chỉ tiêu, vượt 40% so với năm 2020.
Đặc biệt trong 10 năm qua, nhà trường đã có nhiều hoạt động hỗ trợ trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào đào tạo bồi dưỡng giáo viên cũng như biên soạn tài liệu học tập cho sinh viên. Thưa ủy quyền của Chính phủ Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đã trao huân chương lao động cho tập thể nhà trường, trao 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 5 bằng khen của Bộ Tài chính Lào cho các cá nhân là cán bộ lãnh đạo và giảng viên của nhà trường vì có nhiều thành tích trong hoạt động hỗ trợ đào tạo nước bạn Lào. Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh phấn đấu đến năm 2025 trở thành trường đại học đào tạo đa ngành có tính ứng dụng uy tín cao ở Việt Nam. Đến năm 2030 trở thành trường đại học có uy tín ở khu vực Đông Nam Á. Hôm nay tỉnh Hưng Yên ghi nhận 8 ca nhiễm COVID-19, trong đó hầu hết đã được cách ly từ trước. Trong đợt dịch lần thứ tư đã ghi nhận 554 ca nhiễm COVID-19, 332 ca đã khỏi bệnh. Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tới các huyện, thành phố, thị xã về triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến kế hoạch tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em từ đủ 12 đến 17 tuổi. Dự kiến ngày 24 tháng 11, Hưng Yên sẽ tổ chức tiêm vaccine đồng bộ cho hơn 120.000 trẻ em trên toàn tỉnh, trong đó ưu tiên tiêm cho học sinh bậc trung học phổ thông trước, sau đó là học sinh bậc trung học cơ sở và các đối tượng trẻ em khác. Học sinh sẽ tiêm tại nhà trường, các đối tượng khác tiêm tại trạm y tế xã. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các sở ban ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được tầm quan trọng của vaccine trong phòng chống dịch bệnh. Vaccine tốt nhất là vaccine sớm nhất, từ đó tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia tiêm chủng. Đồng chí cũng yêu cầu các sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương và ngành y tế triển khai công tác chuẩn bị cho việc tiêm chủng vaccine cho trẻ em, trong đó chú trọng đến việc xác minh thông tin những đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng, chuẩn bị các điều kiện để triển khai tiêm chủng đúng quy trình, đảm bảo an toàn. Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh xây dựng mô hình sản xuất cam Việt Gáp với quy mô 30 ha nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp tăng hiệu quả cho người sản xuất, góp phần phát triển bền vững vùng trồng cam Hưng Yên. Qua thực tế cho thấy, nhiều hộ nông dân đã thay đổi được tư duy và kinh nghiệm không còn phù hợp và tiếp thu những tiến bộ kỹ thuật mới như kỹ thuật chăm sóc, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bốn đúng, an toàn, sử dụng các loại phân bón có nguồn gốc hữu cơ như phân từ đậu tương, cá ngâm, nên cam sinh trưởng phát triển tốt, chất lượng thơm ngon, rất được thị trường ưa chuộng, hiệu quả kinh tế tăng 20,1%, năng suất bình quân đạt 25,2 tấn một hecta. Sản phẩm cam đồng đều, mã vỏ quả đẹp, chất lượng quả tốt theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Giảm sử dụng phân vô cơ, tạo điều kiện khôi phục độ màu mỡ của môi trường đất. Doanh thu dự kiến đạt trên 500 triệu đồng một hecta một năm, cao hơn đối chứng 80 triệu đồng so với thâm canh theo phương pháp truyền thống. Thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, vừa qua Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động đã tổ chức hỗ trợ tháo dỡ trên 600 m2 công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Công trình chuồng trại chăn nuôi này do gia đình anh Nguyễn Long Quang ở thôn Ngọc Đồng xây dựng từ tháng 1 năm 2020 với tổng diện tích 605 m2. Chính quyền địa phương đã tiến hành lập biên bản và xử lý vi phạm, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động gia đình tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Dưới sự hỗ trợ và giám sát của chính quyền địa phương, gia đình anh Long đang tiến hành tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại hiện trạng thửa đất ban đầu. Từ đầu năm đến nay, huyện Kim Động phát sinh 12 trường hợp vi phạm xây dựng lều lán, chuồng trại trên đất nông nghiệp. Đến nay đã xử lý và tháo dỡ toàn bộ các vi phạm này. Tổng số công trình vi phạm còn tồn đọng từ thời điểm ngày 16 tháng 3 năm 2016 đến nay là 279 trường hợp với diện tích trên 36.000 m2. Hiện huyện Kim Động đang tích cực tuyên truyền, vận động, đồng thời thực hiện các biện pháp cương quyết để giải tỏa, xử lý các vi phạm theo quy định. Sáng 19 tháng 11, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên tổ chức hỗ trợ tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp đối với 6 hộ gia đình tại thôn Cao Xá.
Trong số 6 công trình xây dựng vi phạm như gia đình ông Nguyễn Văn Điều vi phạm 70m², Lã Văn Quyến 60m², Nguyễn Văn Muôn và gia đình ông Đỗ Trung Tuyên 30m². Tất cả đều xây là nhà cấp 4, lợp mái tôn và các công trình phụ trợ khác để ở với tổng diện tích 240m². Mục đích để nguyên vật liệu, để ở và làm nhà kho phục vụ sản xuất. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Lam Sơn cho biết, từ đầu năm đến nay, phường Lam Sơn đã hỗ trợ nhân dân tháo dỡ được 16 công trình vi phạm. Với phương châm xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng, sau khi được công nhận xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2019, xã Phụng Công huyện Văn Giang lại tập trung mọi nguồn lực để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Về thôn Đại, những ngày giữa tháng 11, chúng tôi nhận rõ sự đổi thay của một thôn đã cán đích nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã Phụng Công với những công trình hạ tầng nông thôn như trường mầm non, nhà văn hóa thôn, chợ, sân bóng đá mini, được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại, xen giữa những công trình truyền thống như đình, chùa, ao làng, tạo diện mạo một làng quê nông thôn mới kiểu mẫu hiện hữu. Đây cũng là một trong những thôn có phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới sôi nổi nhất của huyện Văn Giang nói chung và xã Phụng Công nói riêng. Nói về vấn đề đời sống, tinh thần, vật chất của dân thì nâng cao so với mấy năm trước. Về vấn đề kinh tế thì mọi gia đình là tương đối đồng đều, làm ăn đều không khá cả. Thế nhà cửa xây dựng mỗi ngày một to đẹp hơn và các khu vui chơi giải trí, khu đèn dân sinh. Nói chung là được sáng sủa so với mấy năm trước là hơn rất nhiều. Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Phụng Công chỉ đạo rà soát các phần việc, phần trách nhiệm, lộ trình, phương pháp cụ thể, tập trung nguồn lực để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Xã thực hiện tốt công tác quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo điều kiện đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất. Nhân dân các thôn chung tay cùng chính quyền xây dựng hoàn thành 4 trên 4 tiêu chí đạt 100% yêu cầu như tiêu chí sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, tiêu chí giáo dục, y tế văn hóa, tiêu chí môi trường và tiêu chí an ninh, trật tự, hành chính công. Năm 2021, thu nhập toàn xã ước đạt 620 tỷ đồng, giá trị thu trên 1 hectare canh tác ước đạt 650 triệu đồng trên một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng, xã không còn hộ nghèo. Để thực hiện các tiêu chí đạt khu dân cư kiểu mẫu thì thôn Phúc Giáp cũng đã thực hiện tiến hành các bước thực hiện các tiêu chí về môi trường, về cảnh quan, hạ tầng cơ sở, thực hiện mở rộng nâng cấp các đường xá, đồng thời là tạo cảnh quan cũng như là mái đê hoa, nâng cao các tiêu chí để năm nay là thôn Phúc Giáp sẽ đạt khu dân cư kiểu mẫu. Đối với địa phương thì chủ yếu là tập trung về liên quan đến cái công việc mà vệ sinh môi trường cũng như là xây dựng những cái công trình trước đây là chưa đạt được. Đây chúng ta để phấn đấu đạt được cái này thì hiện nay xã đang xây dựng các tiêu chí này để làm sao là đạt được cái nông thôn mới của mẫu của năm 2021. Trong thời gian tới, ngoài việc huy động tối đa nguồn lực tại địa phương và sự đóng góp hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân để hoàn thiện cơ sở vật chất, xã Phụng Công tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường đầu tư cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao năng suất và hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.